Các bạn thở trong vòng 1 năm trở lên là cơ thể các cái loại dịch trong người mình đều trở về sinh thái của nó. Nó không có mùi khó chịu nữa, không có nặng mùi đi. Xin chào tất cả các bạn. Thăm anh Lương Công Minh. Anh cũng là một người học viên dưỡng thần của thầy Bùi Quốc Châu đã từ rất là lâu rồi. Anh có thể giới thiệu cho các bạn biết một chút là anh chạm trán dưỡng thần cách đây bao nhiêu năm không? Bây giờ mình xin chào các bạn dưỡng thần nha. Chắc ra là mình đó là trò diễn cận của thầy Bùi Quốc Châu là khóa 112. Thì qua quá trình học thì mình cũng đạt được là ưu tú, và từ đó phát triển dần lên tiến bộ nghiên cứu, kể cả lập trình tra nghiệp và kể cả tìm những cái phương hướng như thế nào sẽ trị bệnh nó hiệu quả mà nhanh nhất bằng cái phương pháp diễn cận. Anh có thể chia sẻ cho mọi người biết được là lợi ích lớn nhất mà từ cái ngày đầu tiên mà khi anh thở như đi công đến giờ biết bao nhiêu năm rồi đúng không, hơn chục năm rồi, thì cái lợi ích lớn nhất lại được. Các bạn thở trong vòng 1 năm trở lên là cơ thể các cái loại dịch trong người mình đều trở về sinh thái của nó. Nó không có mùi khó chịu nữa, không có nặng mùi đi. Tức là mồ hôi của mình ngày xưa còn đang làm kỹ sư xây dựng á, thì mình đi làm về tới chiều á, mồ hôi ướt á, thì mình đi ngang vợ nói anh ba này hôi quá. Nhưng mà bây giờ tự nhiên là mãi làm không có đi ra đường, 3 ngày không tắm thì bạn không chê nữa. Không mùi, mà thậm chí cái áo quần của mình cũng không có mùi hôi như trước. Mà như thầy Châu á thì là thở nhiều năm á, thì thầy Châu có mùi thơm đó. Đúng đó là sự thật đó. Còn anh bây giờ tất cả những cái dịch gì trong người mình nó không nặng mùi nữa. Mà áo quần mình mặc lâu cũng không có hôi hám mùi gì nữa, không có luôn. Mà một điều cũng lưu ý khéo tới nhẹ chút là không nên đứng gần phụ nữ thở, vì đụng ngày đèn đỏ nó sẽ ảnh hưởng tới cái mồ hôi của mình không được thơm. Nghe cái đó sao biết được em? Không có học trò nữ. Trò nữ báo cho anh biết chứ bộ. Học trò nữ nói em không có thở chỗ đó, em thở em thấy phụ nữ là chỉ được men em mới đứng gần em thở. Đó. Là mình thở một cắm đường cũng được, nhưng mà cũng đứng xa phụ nữ. Coi chừng gặp nhà đèn đỏ của người đó nó ảnh hưởng tới mồ hôi mình. Thì là cái thở âm dương với công là anh là người đã thở âm dương với công hàng cắm đường một ngày không sao hết. Mà anh chưa từng bị một cái tác dụng phụ gì của không, việc quá nhiều dương không luôn. Mà sau này học trò anh học nâng cao họ cũng không bị, không có người nào bị. Anh nói ngồi bến xe cũng thở được, ngồi đâu cũng thở được, bất kỳ, nhưng mà nơi thở nó phải có cái sạch sẽ, nó sẽ tốt cho cái khí công của cái cơ thể đang cái người đang thở đó có sức khỏe mạnh được, mà cơ thể mồ hôi nó thơm. Thời gian đầu mà anh tập thì anh có là mình bị những cái thắc mắc là mình thở như vậy không biết đã đúng chưa ta. Bây giờ những bạn mà các bạn ấy mặc khách như những công việc người ta bạn rất hay bị gặp phải cái trường hợp là nếu mình thở đúng chưa ta, sao mình không thấy nóng ở một phần nào đó trong cơ thể giống như người khác, thì mình không thấy bị nổi mụn hay mình không thấy bị táo bón, tức là họ không thấy như là trong sách viết như những người khác cảm nhận. Thế là họ nghĩ rằng là họ nghi ngờ bản thân là không biết là mình đã thở đúng chưa. Trong cái thời mà anh mới tập à, cái cảm giác đó nghi ngờ bản thân thì anh không nghi ngờ, vì anh biết không biết đúng hay sai ấy. À không, anh biết chắc là anh thở đúng, nhưng mà anh chưa được cái kết quả như những người ta chia sẻ trong cái cuốn âm dương công. Phải có một người là một người thầy dạy mình á, hướng dẫn cho mình á, và kèm cặp sẽ sẵn sàng trả lời cho mình những cái lúc mà mình ưu tư á, giải đáp cho mình thì mình mới hiểu được là mình thở đúng hay sai. Do cái người thầy mình đã tập lâu năm rồi giải đáp, thì cái học viên đó trực tiếp á thì họ sẽ yên tâm mà tập. Các bạn cứ tập đi, các bạn trong tháng đầu các bạn là không có được quá cái gợi ý của mình là một ngày chỉ có được 2 lần, tối trước khi ngủ, sáng trước khi dậy, và tao tốn 5 phút thở âm dương với công, thở đúng như cái gì thầy mình nói dẫn, và cả ngày theo dõi cơ thể coi từ ngày mình thở âm dương với công sức nó lên như thế nào, nó ấm áp như ra sao, thì thắc mắc thì thầy họ hỏi thầy mình, thì là các bạn sẽ tiến bộ.